Hồ Văn Cường lộ hoàn cảnh khốn khó từ khi ra riêng. Vừa qua, kênh youtube của Wendy Phạm, con gái Phi Nhung gây chú ý khi chia sẻ clip hậu trường năm xưa với sự xuất hiện của mẹ và Hồ Văn Cường. Theo đó, đoạn clip vốn được quay từ năm 2017 khi hai mẹ con nuôi nhà Phi Nhung đi diễn, Wendy Phạm lúc này tranh thủ đến thăm họ và quay lại đoạn clip. Hồ Văn Cường của 5 năm về trước vẫn rất ngây ngô, điều khác biệt dễ nhận ra là cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát hơn hiện tại nhiều. Tất cả mọi người trò chuyện vui vẻ, con giả vờ đóng vai để chọc cười lẫn nhau. Trong lúc Phi Nhung và Wendy Phạm vào vai hai chị em, Hồ Văn Cường lại vờ làm nhà báo phỏng vấn. Nam ca sĩ hỏi mẹ nuôi, tôi thấy chị sửa hơi nhiều nên nhìn còn trẻ hơn cả chị của chị là Wendy. Chị có thể giải đáp nghi vấn sửa mặt không? Phi Nhung vội vàng phủ nhận chuyện chỉnh sửa ngoại hình, nữ ca sĩ bắt nhịp tấu hài cùng Hồ Văn Cường. Sao nhà báo lại ác miệng thế? Tôi sửa hồi nào? mắt tôi hai mí mũi tôi cao từ xưa đến giờ mắt tôi to tự nhiên mũi tôi cao tự nhiên miệng tôi trúng chiếm tự nhiên tôi xin đính chính lại là tôi không có gì sửa hết chỉ ngồi bên cạnh tôi mới là sửa nhiều con gái phi nhung lập tức giải vây rằng mình tần sửa mũi lý do vì ngày bé mũi wendy rất to tự ti khi mọi người liên tục nhìn mình nên đã sửa lại nhỏ hơn nhưng vì sửa ít nên không mấy ai nhận ra wendy phạm khẳng định mắt mình là đẹp tự nhiên đoàn clip ngắn những ý nghĩa ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa năm xưa của ba mẹ con nhanh chóng gây được sự chú ý nhiều người cho biết rất xúc động khi lại nhìn thấy phi nhung và hồ văn cường trêu đùa bên nhau có thể thấy rõ mối quan hệ của hai mẹ con từng rất vô tư gắn bỏ chứ không hề bằng mặt không bằng lòng lợi dụng nhau như thiên hạ đồng thổi khoảng hai năm qua phi nhung và hồ văn cường vướng vào nghi vấn quan hệ có trục trặc sau khi nữ ca sĩ qua đời con nuôi nổi tiếng của cô cũng rời công ty chuyển ra ở riêng và không còn xuất hiện trong những dịp quan trọng tưởng nhớ người mẹ quá cố